đừng có lộn với người trong Âu Hồ. À nhầm, người trong giang hồ có Trần Hậu Nam đóng nghe. Để giải thích cho nghe, A Lầy nghĩa là những lối đi nhỏ, chắc ngang xẻ dọc giữa hai trục đường hoặc một khu phố, một dãy nhà. A Lầy nhiều lúc chính là lối thoát trong giờ cao điểm, nhưng có khi lại là mê hồn trận, lạc vào không biết lối ra. A Lầy là nơi sáng hay thấy mấy chú xe ôm ngồi trực, chiều chiều dễ gặp mấy dì mấy cô đẩy xe bún bò cháo sườn đi về, còn buổi tối thì không thấy cái gì hết, vì nơi đó thường không có ánh đèn đường. Vâng, A Lầy chính là những con hẻm. Nhắc đến những con hẻm ở Sài Gòn, tôi thích nói về cuộc sống của những người dân nơi đây. Đôi khi tôi nghe người ta nhắc đến hẻm trong câu chốn hang cùng hẻm cục, như là một nơi phức tạp, đủ thứ tệ nạn. Lúc nhỏ cũng hay được dặn đừng đi đâu sới rớ vô trỏng, bị ông già bắt cóc. Rồi có dạo rộ lên chuyện trong xó hẻm toàn dân xì ke, hành sự xong kim tiêm ống chích quăng tùm lum. Đi không dòm ngó có ngày dính xì ra như chơi. Có thể là tùy chỗ, ở đâu cũng có chỗ tốt, chỗ xấu mà. Với tôi thì cuộc sống trong hẻm có thể được tả gọn trong một từ: giang hồ. Ê, nghe chắc chơi vậy thôi, nhưng không phải giang hồ theo kiểu đây là Tân Bình hẻm 68 Bùi Thị Xuân, là khu nuôi địa điểm quán nhậu và đủ loại thành phần. Để kể cho nghe, cái hẻm này là địa bàn của ông Sáu, tên giang hồ kêu bằng sáu sửa xe. Dân trong hẻm thường là giới lao động bình dân, buôn gánh bán bưng, nhà nào nhà nấy nhỏ xíu xiu nằm sát sàn sạt. Nhân khẩu khu này không ai là Sáu không biết tên biết mặt, bởi già trẻ trai gái nam phụ lâu ấu trong hẻm tất thảy đi ra vô hẻm gặp Sáu đều phải chào hỏi đàng hoàng. Khỏe không bác Sáu? Ờ khỏe Út. Đi đâu sớm mày? Anh Sáu tối nay qua lai rai đám giỗ bà già. Qua chứ anh, qua đốt cho bà mấy cây nhang. Thưa ông Sáu, con đi học mới về. Giỏi. Ủa thằng anh bay đâu để cho bay diện mình lên vậy? Đi đánh điện tử nữa hả? Sáng nào Lục lão bá cũng lóc cóc để cái tủ đồ nghề nhỏ ra đầu hẻm, dừng lại cái kít là qua phụ dì Bảy bán xôi dọn hàng, xếp bàn kê ghế nhóm lò than, nhấc hai cái chỏ xôi to ạch lên lò, đâu đó tươm tất sáng mới quay về an tọa trên cái ghế nhựa của mình, khoan thai lật tờ báo ra đọc. Gần như cùng lúc bên này khi con bé con dì Bảy bưng dĩa xôi lên thì bên kia cô Năm bán nước cũng phầm phầm băng đường, tay cầm ly đen đá và bình trà đem qua cho Sáu. Ê, đó chính là cái uy thế của một A Lầy lão đại đó mà. Sao trấn giữ con hẻm này với ngày sửa xe chắc phải hơn 10 năm có lẽ. Mỗi lúc ra vô hẻm, bất kể nắng mưa đều có thể bắt gặp một ông già quắc thước, tóc bạc trắng, gương mặt hằn nếp nhăn, nhưng phải nói là đẹp lão. Nhiều lúc thấy Sáu ngồi trễ ngoải, miệng bập bập điếu con mèo, tay văn tờ báo, thấy sao thư thái quên đời. Lại có khi gặp Sáu đang tác nghiệp, vừa hì hụi tháo vặn vặn tháo, vừa rơm rã nói chuyện với khách. Gần 60 rồi đó mà tao nhìn ổng còn yêu đời lắm. Phải ra. Không phải tự nhiên mà Sáu đặt trụ sở kinh doanh ngay đầu hẻm, trong khi Sáu ở một mình trong cái nhà nhỏ cuối hẻm. Ờ thì làm bậy bạ kiếm mấy chục uống cà phê, sáng đẩy xe ra, tối đẩy xe về sẵn tập thể dục luôn. Mới lại phụ dì Bảy nói dọn hàng chứ, nhà có hai má con à. Ông già cả rồi mà ở có mình nên, ngày nào cũng dọn đồ nghề ra đầu hẻm ngồi, chủ yếu gặp người này người kia, chứ khách khứa được nhiêu đâu. Một thím ở gần đó cho hay. Còn theo thằng Sĩ, đội trưởng đội bảo vệ kiêm nhân viên giữ xe của shop thời trang nơi đầu hẻm mà Sáu hành nghề, thì Sáu ngồi đây là để nghe dì Bảy bán xôi với cô Năm bán nước. Thiệt, tôi thấy ổng đá lông nheo với dì Bảy hoài, cô Năm tuốt bển mà ổng còn nháy nháy nữa. Nháy tổ cha mày chứ nháy, tao quăng cái mỏ lết là chết cha bay nghe con. Sáu quơ quơ cái cờ lê cỡ bự lên hù, thằng Sĩ cũng giả bộ né, miệng cười hát hát. Bữa nọ chập tối có chị kia vô mua quần áo, đi ra tay xách nách mang sớ rớ sau bị hai thằng tóc xanh mỏ đỏ phi xe dí lên tận lề đường giật túi sách. Chị này cũng tỉnh thiệt, quăng đồ ráng sức ghì cái túi lại. Nghe tiếng la thất thanh, Sáu đang dọn đồ nghề sẵn tay cầm cây búa thì phang luôn. Một thằng té ngựa, thằng kia hoảng, lý lịa chạy chưa được 10 bước đã bị anh Tư ba gác vừa lúc về tới gặp. Hiệp đồng tác chiến với Sáu hút cho một phát, túm gọn. Bà con trong hẻm nghe có biến thì đổ xô ra, trối gồng hai thằng. Sáu càng mọi người không cho đánh, rồi theo anh Tư với mấy anh thanh niên nữa áp tải hai thằng lên phường, y như chữa heo đi bán. Sau vụ này, anh chị chủ shop phục Sáu lắm, cảm ơn rối rít. Lâu lâu gửi Sáu ít bánh trái bầu dưỡng, lại còn triệu hồi thằng Sĩ về làm bảo vệ, sẵn cho Sáu có người bầu bạn luôn. Sáu cười hiền khô, ý rằng nhị vị khách khí làm chi, giữa đàn thấy chuyện bất bình chẳng tha. Lão phu đành rút búa ra, dốc lòng tương trợ lẽ là thường thôi. À, hi hi. Từ trận đấy, Sáu sửa xe còn được giới giang hồ trong hẻm biết đến với danh xưng Lão Lục Phi Búa. Thằng Sĩ sợ ông Sáu một nước cũng là vì lẽ đó. Trong một diễn biến khác,
Con hẻm thứ hai tuy nằm ở trung tâm nhưng lại là hẻm cục. Đối diện bên kia đường là công viên nên khá yên tĩnh. Hẻm chỉ chừng hơn 20 nóc nhà, đều là nhà gạch khang trang, xây lầu. Nhà của dân văn phòng nên sớm đi làm đến tối mịt mới về. Đứng ngoài ngó vô chỉ thấy toàn các ông già bà cả, tụi con nít bi bô ngồi xe hơi đồ chơi với mấy con chó. Đầu hẻm có quán cà phê cốc, bán kèm mì nuôi hủ tiếu để ăn sáng, mà muốn ăn trưa hay chiều tối luôn cũng được. Đây là nơi họp hành của các bô lão đại biểu Ủy ban Thường vụ A Lại Hội. Hội này hoạt động rất chi là tích cực. Tờ mờ sáng đã thấy các bác lục tục kéo nhau ra công viên tập dưỡng sanh thái cực, rồi các cụ bà rủ nhau đi chợ, cụ ông ra quán ngồi cà phê cà pháo đọc báo đánh cờ khoai chim khoai cá. Chưa ai về nhà nấy, cơm nước nghỉ ngơi. Chiều râm râm mát lại ra ngồi buôn chuyện, xế xế cháu đi nhà trẻ, đi học về thì dắt cháu hoặc dắt chó đi chơi lanh quanh. Có bữa hơn 8 giờ tối mà mấy ông còn châu đầu bên bàn cờ tướng để mấy đứa nhỏ phải ra kêu về ngủ. Có người thì ở chung với anh con trai đã ngoài 30 nhưng mê kinh doanh, vẫn chưa chịu lấy vợ. Nói chung là hẻm của các bác hưu trí, nhưng lúc nào cũng thấy đông vui nhộn nhịp, dân tình bao nhiêu là đều tề tụ ngoài quán hết thảy. Điều hành cái quán cốc là một cặp vợ chồng sắp trung niên, trọ ở đâu chứ không phải dân hẻm này. Chủ khách thân quen tới nỗi toàn kêu bằng ba má con như thiệt, cũng mắc cười. Chị vừa pha cà phê vừa nói chớ, mấy bác có nhà cửa đàng hoàng mà suốt ngày toàn ở ngoài này với vợ chồng chị, thương lắm, nhìn mà nhớ ba má dưới quê. Chị chép miệng thở dài, chứ con cái đi làm hết, ở nhà bự mà trống quơ, lạnh ngắt. Hôm bữa bác ba lên tăng xong, hên có chồng chị chở đi bệnh viện đó chứ. Hẻm này có cái quán cốc thôi chưa đủ vui, lại còn có thêm bác Năm bán vé số, bán báo dạo, rất bá đạo. Sơ mi, quần tây, dép quay hậu, đeo một kính, vé số, giấy dò, cặp táp, chồng báo ràng cẩn thận sau ba ga. Nhìn bác Năm y như một viên chức hưu trí. Bác là viên chức hưu trí thứ thiệt mà. Về hưu ở nhà buồn quá, tụi nó đi làm bỏ tao mình ên. Kêu để ba giữ cháu cho tụi nó cũng không chịu, sợ ba cực, đem gửi nhà trẻ. Thôi, đi bán vé số chơi cho vui, chứ ở không ở nhà có khi tụi nó gửi tao đi nhà già không chừng. Nói đi bán vậy chứ thấy Năm ngồi động ngoài quán suốt. Tầm tầm sáng, nghe tiếng con xe cúp èn nè là biết Năm tới. Có gì nào rớt 2 tỷ không? Không lấy tôi lấy à ngang. Rồi dựng xe xà vô ngồi với mấy ông bạn già cho tới hết buổi. Hỏi sao Năm lạc trôi tới đây. Năm nói chứ đang chạy èn èn đi bán á, thì gặp hội người cao tuổi sớm quá, tấp vô định mời mua nói chuyện chơi mấy câu rồi dính luôn. Anh chồng cười lớn kêu, trời bác Năm, số sổ tới nơi rồi kìa, sao còn nguyên cọc vậy? Năm phẩy tay, mắt không rời con pháo và cặp mã trên bàn. Khỏi lo con, còn nhiêu thằng rể tao bao thầu hết. Sau Năm giao hết cho anh chị bán luôn, vì mắc bận quýnh cờ tướng à. Bác Năm nói chuyện rất duyên, mấy bác trai còn mê tít thò lò, ngồi nghe vỗ đùi chan chát, miệng cười không ngớt, huống chi là mấy bác gái. Nên anh khoái lắm kêu bác Năm bằng sư phụ xin làm đệ tử theo học, nhưng bất thành vì không tài nào qua được ải mảnh công trung lộ của bác Năm. Mỗi lần thua sắp mặt đã mang tức mà anh còn lại phải mua thêm 2 tờ giấy số nữa chứ. Năm nói với ảnh, ê biết đâu nhờ tao mà mày trúng độc đắc à. Giàu rồi khỏi học ba cái trò cô gái nữa, nó cũng tự theo nùm nượp. Chị vỗ chày đập cục nước đá làm cái bóp thiệt mạnh, anh giật mình sập sỉ. Năm đắc chí là lớn, chiếu tướng 2 tờ nữa là 6 hay con. Còn cái hẻm nữa cũng độc lắm. Hẻm của dân ngụ cư, toàn phòng trọ với nhà cho thuê. Dân tứ xứ làm đủ mọi ngành nghề. Hẻm cục, phía cuối hẻm là một khoảng trống, nơi có quán nhậu kiêm tiệm tạp hóa của vợ chồng chú Chính, cũng xứ khác tới đất Sài Gòn kiếm kế sinh nhai. Cô thì hiền thôi là hiền, chú rạc dân miền Tây uống rượu một cây. Chú còn có ngón đàn guitar thần sầu, đờn mấy bản bolero nghe thì thôi rồi, rượu nào uống cho đủ. Bình dân thôi, rau răm, hộp vịt lộn, cá khô nướng, cháo gỏi vịt, gỏi đen, chuối hộp, rượu trắng, nhiêu đó là đủ để tâm hự cái sự đời. Cô chú không con cái gì hết nên thương mấy đứa sinh viên tỉnh lên trọ học lắm. Cuối tháng hết lúa, chú cho tụi nó mua đồ thiếu, rồi cả nhậu thiếu. Không có tiền thì ghi sổ, nửa trả sao. Nè, mày vô đi bay, nghe lời tao, sinh viên nhậu nhẹt ít thôi, mà cũng phải biết uống coi mới đặng à. Rồi ráng ro học hành thành tài cho ba má bây nhờ. Chú Chính đang ngà ngà say, giọng hơi nhừa nhựa, vừa đặt cái chung xuống bàn thì nghe mưa gõ lộp bộp trên mái tôn. Trong góc quán, mấy anh thợ hồ cao hứng, lấy đơn mần mấy bản nghe chơi chú ơi. Thằng có lý, vô một ly rồi mần gì mần mày. Quẹt cung la thứ, chú Chính tằng hắn dọn giọng. Rồi dạo bản mưa đêm tỉnh nhỏ. Cái giang hồ của người trong A Lầy đơn giản chỉ là chút tình làng nghĩa sớm vậy mà.